Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại với series tô màu các con vật ở cái nhân vật hoạt hình. Hôm nay mình sẽ tô màu nhân vật mèo Kitty. Mèo Kitty thì có bộ lông màu hồng và chiếc áo và chiếc nơ màu đỏ, cũng không có gì đặc biệt. Thì mình sẽ bắt đầu bằng việc tô lông của mèo Kitty trước. Sẽ dùng màu hồng này tô lông của mèo Kitty. Tiếp theo mình sẽ tô áo và nơ cho Mèo Kitty nhé, cái màu đỏ này.
Ok, vậy là mình đã hoàn thành bức tranh tô màu cho nhân vật mèo Kitty. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và chia sẻ để mình ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé.